Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy đến dự. 2 năm qua, các ủy đảng các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối tập trung triển khai quán triệt các nội dung kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn năng động, sáng tạo, đổi mới công nghệ, tiếp cận nhanh thị trường, lãnh đạo công nhân, người lao động, thích ứng an toàn và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các phong trào thi đua về năng suất, chất lượng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Nổi bật, trong năm qua, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối đã tập trung chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp, đã có hơn 90% doanh nghiệp hoạt động đạt và vượt chỉ tiêu, với tổng lũy kế doanh thu trên 40.000 tỷ đồng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 53 tỷ đồng.